Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ coi một clip về chủ đề là biến thái. Và tên trà mà clip cao viên đức lại là T-Tay-Bai. Chứng tỏ anh ta là biến thái nhất trên thế giới YouTube này. Và anh ta cũng rất là mê Nhật Bản và những cái biến thái Nhật Bản hiện tại. Còn nào tung chân đá và thấy đồ lót ở trong cái wow, thấy đồ lót luôn. Anh chơi những cái game biến thái đó, những cô nàng xinh đẹp Nhật Bản, cái chết của tình yêu. Cô nàng này có cầm cái ba cái chỉ giống như Wolverine bị sói rồi đó. Anh lấy con chuột, anh chỉ vòng quanh cái chỗ đồ lót của cô nàng, tung chân đá, mang đôi giày thể thao hoặc ống cổ cao và tung chân đá lộ cái vùng tam giác để khiến ra phản ứng phóng to lên người biến thái. Con mèo, wow, phụ nữ luôn luôn là con mèo. Sau mặt anh chàng phóng to đó, cố gắng chơi cho được cái game biến thái nhất. Rồi mặc áo học sinh đi vòng vòng quanh nhà đó, anh là nhân vật nữ này đó, mặc đồ hơi giống con trai. Thì thử làm trên đất là gì? Chặt máy tennis, chặt năng lượng cho cái con kêu của tôi, con kêu của tôi. Làm trên đất chặt năng lượng cho cái con kêu. Thấy một em áo hồng còn ngủ, đó tới đá một phát vô chỗ nguy hiểm. Wow, đá một phát để xuống, đá một phát trắng đen luôn, thốn chưa. Nhưng mà là con gái mà bị đá tiếp, cô ta đi rồi sao cô ta đá tôi qua vậy? Tôi quấn lại đây, đá lại nhờ quay cái đít ra, quay cái đít tới để làm gì? Đá đít lại hả? đá đít không tôn trọng tôi, đếp đít lên cho ta đếp đít, tạc tạc tạc. Nên cái đá vừa giữa chừng lấy tay tạc đít lại, xong cô nàng áo hồng xây đít lại để cho mình tạc cứ đít tạc tạc tạc. Những người game biến thái mà trời nằm luôn. Suy dẫn gì, dẫn bột gì trắng trắng ra vậy? Gì dẫn ra đó. Đến từ đâu vậy? À, nhổ nước miếng hả? Oh my god. Nhổ nước miếng và tưởng là cái gì bắn ra. Nước miếng kiếm cái tủ luôn. Người game biến thái, nhổ nước miếng. Vì đề bài đoạn siêu biến thái luôn. Cái micro xịn chưa? Thầy nghe cũng xịn luôn. Nó nhổ nước miếng dính đầy cô nào luôn. Oh my god. Đến từ đâu vậy? Từ giữa người á, từ phần dưới là tạc tạc. Không phải nước miếng mà cái nước từ cửa dưới, phải không? Nước từ cửa dưới. Oh my god. Rồi ra một cái màu váy xanh gì đó, váy xanh chân dài đó, gì vậy? Ủi họ thấy đồ lót trần luôn. Nó có con gà đâu ra, tự nhiên con gà đi lang thang. Có cái đồng hồ nữa đó. Rồi phun nước đầy mặt người ta, cầm tay gì vậy? Tại sao bị kiểm duyệt ra? Tại sao cái hình ảnh cái cây gậy bốn chày lại kiểm duyệt? Oh my god, she's sleep watching. Cô nàng này mộng vô quấn đầu, đánh cái đầu. Oh my god, nó chỉ gậy quấn đầu ra gậy bốn chày mà chỉ gậy. Cô nàng kia không mặc đồ, bị che bởi hình nên là anh chàng nào quăng bikini ra rồi. Thấy tiếng Nhật kìa, cô nàng ở đen là chạy quá vậy? Nhưng còn gái không là thể hiện ước mơ đàn ông mà. Hai cái mặt hai bên chơi hai cái vú. Còn cô kia liếc một cái nhìn ở đen, liếc cái nhìn của chiếc áo đen. Họ rất là hay là những cái ngăn này nó sẽ phân chia ra cái ngăn nào đựng đồ nào. Mỗi ngăn có một cái hộp và một cái khay đựng cái lớp trẻ á. Còn biết mà đi học và mình tập cho nó như vậy với những người Nhật thì cũng rất là hay. Rất tiếc là mình không có nhiều tiền để mua nhiều khay, không có nhiều không gian để nhiều khay như vậy. Tập cho con cái nguồn lắp. Cô nàng ở đen chạy qua chạy lại. Cái bikini không bị quăng mà nó đang kêu lên lửng ở trên cái hộp. Xa xa có cái quần bị quăng luôn. Thầy đến phòng thầy đò. Chạy đâu vậy? Cô nàng không mặc ống ngực chạy đâu rồi? Sao cái ống ngực nó nổ trong không khí rồi bò xuống leo lên cây đó thạp đi. Dưới này được chạy lên cái thang tập đi. Đúng là biến thái mà. Rồi lên giường, cô nàng này đang nằm lên giường thạc đít luôn, chết rồi. Cô nàng kia nhưng mà ông ngực chạy gần vòng trong nhà. Nếu cô nàng mộng vô hay gì đó, cái chết thì như cô. Ok vậy, nên vì cái cực kỳ thì là T-Tay-Bai. Thank you for watching, xin cảm ơn vì đã xem. Cho cái miệng ông bò bự đi. Ok, đấy là anh chàng người dưới Rofis. Mình cần đánh đắm quần ta với con chó Hupper được bức nổi tiếng. Ok, xin cảm ơn các bạn. Bye bye. T-Tay-Bai.